Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái phần constraint ở trong SQL, và nội dung của chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về cái foreign key, tức là khóa ngoại. Thế vậy thì khóa ngoại là cái quái gì? Khóa ngoại nó là một cái khóa sử dụng để liên kết hai cái bảng lại với nhau. Một cái khóa ngoại thì có thể gồm một hoặc nhiều trường tương ứng với một hoặc nhiều trường bao gồm ở trong cái khóa chính của cái bảng khác ấy. Nói ngược lại, tức là nếu như khóa chính của một cái bảng có bao nhiêu cột thì nếu như nó được coi là cái khóa tham chiếu hay là được đem đi làm khóa ngoại ở bên cái bảng khác ấy, thì cái bên cái bảng mà sử dụng cái khóa chính của cái bảng chúng ta đang nói đến là khóa ngoại thì nó cũng sẽ phải có tương ứng bằng đấy cột đấy. Để giống như là bên này có hai thằng ném sang thì bên kia phải có hai thằng để nhận đấy, tưởng tượng đơn giản là như thế. Và cái ràng buộc khóa ngoại này thường nó sử dụng để đảm bảo cái dữ liệu ở trong cái cột có ràng buộc khóa ngoại phải nhập đúng, tức là phải là cái giá trị đã tồn tại ở trong cái bảng kia thì chúng ta mới nhập được vào, còn nếu không thì nó sẽ báo lỗi. Thứ hai là nó không cho phép chúng ta để cái giá trị rỗng ở trong cái cột foreign key, thường là như thế. Và cuối cùng thì chúng ta tìm hiểu và mình nói cái phần lý thuyết, đó là cái khi mà chúng ta thiết lập một cái khóa ngoại trong một cái bảng thì cái bảng nào chứa khóa ngoại thì gọi là bảng con, và cái bảng có chứa cái khóa chính là khóa ngoại của cái bảng chúng ta đang nói thì nó là cái gọi là bảng cha. Đấy. Cụ thể nói cái này thì nó hơi trừu tượng, như là chúng ta phải có cái ví dụ minh họa. Giả sử là bảng person và bảng order thì person có thể đặt nhiều order, order chính là đặt hàng hoặc là gọi món gì đấy, thì chúng ta cứ nói là đặt hàng cho nó dễ. Trong cái bảng person thì có person ID là khóa chính, trong cái bảng order thì có person ID là khóa ngoại. Như vậy thì cái bảng order này sẽ tham chiếu đến cái khóa chính đấy của cái bảng cha, thì cái bảng cha chính là bảng person và bảng order chính là cái bảng con đấy. Thì thông qua cái ID tức là khóa ngoại này, nó sẽ chui vào trong cái khóa chính tương ứng, tìm cái thằng có ID bằng 3 đấy, sau đó nó làm cái gì đó tùy nó. Từ cái person ID này tìm cái mã có giá trị bằng 1 đấy, thì nó khi mà chúng ta gọi cái thằng này chúng ta có thể chui vào trong cái thằng bảng person, tìm trong cái cột person ID cái giá trị nào ID bằng 1 thì nó có thể truy cập đến last name, đến first name, tìm xem cái người đấy có bao nhiêu tuổi chẳng hạn đấy. Thì ở đây bên dưới này người ta cũng giải thích rồi, các bạn có thể lên đây đọc nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến xem là chúng ta sẽ làm được cái gì đối với cái thằng ràng buộc này. Đầu tiên là về thiết lập cái ràng buộc. Chúng ta có thể thiết lập ràng buộc khi mà chúng ta tạo bảng, hoặc là chúng ta sẽ thiết lập cái ràng buộc sau khi chúng ta đã có cái bảng rồi. Và khi mà thiết lập được ràng buộc thì chúng ta cũng có thể hủy được cái ràng buộc. Ok. Và ở đây thì với cái cú pháp chúng ta thiết lập khi mà tạo bảng hoặc là sử dụng author table ấy, thì chúng ta có hai lựa chọn. Một là cho cái SQL server nó tự đặt tên. Thì chúng ta chỉ đơn giản là thêm cái foreign key vào cuối như này thôi. Đấy. À đâu nhầm, ở dưới này chứ. Đấy, chỉ cần đơn giản là thêm như thế này thôi. Còn nếu như chúng ta muốn đặt tên thì nó phải là giống như thế này. Đấy. Đầu tiên là cũng constraint, sau đó là đến tên, sau đó là đến cái ràng buộc. Đấy. Và ở đây các bạn sẽ thấy rằng cái thằng này có 1 và thằng này cũng có 1. Đấy, hai thằng này nó đặt tên giống nhau. Các bạn có thể đặt tên khác nhau nha. Thì ở đây nó giống như thế này. Ở bên này có một thằng để truyền sang bên này thì bên này cũng phải có một thằng để nhận. Nếu như bên này có 3 thằng để truyền sang thì bên này cũng phải có 3 thằng để nhận. Hay nói cho khác, cái bảng person này hay là cái bảng cha ấy, có bao nhiêu cột ở trong khóa chính thì ở trong cái bảng con ấy phải có bằng đấy cột làm khóa ngoại. Như hiểu đơn giản như thế, cái kiểu tương ứng và vị trí tương ứng và phải giống nhau. Được rồi, đó cái phần liên quan đến author table thì cũng như thế. Tức là chúng ta cũng có thể là thêm khóa ngoại vào cái bảng đã tồn tại khi nó chưa có. Chúng ta có thể đặt tên cho cái ràng buộc khóa ngoại đấy, hoặc là cuối cùng thì chúng ta có thể là hủy vào cái khóa ngoại nếu như chúng ta không muốn nó tồn tại nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện. Ví dụ ở đây chúng ta đã tạo cái bảng person rồi, nếu các bạn nào đã lỡ xóa mất thì các bạn có thể tạo lại nha. Sau đó chúng ta sẽ đến với cái phần là chúng ta tạo thêm một cái bảng nữa. Đấy, thì chúng ta kích vào cái tutorial chuột phải chọn new query. Sau đó thì để đây chúng ta sẽ cú pháp là create table. Sau đó là tên bảng là order. Đấy,
Thì trong cái bảng này gồm những cái gì? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với ID kiểu INT, cái này là primary key rồi. Đó, tiếp chúng ta sẽ đến với cái order number kiểu INT, cái này là not null. Và cuối cùng đó là person ID, cái kiểu này INT. Bây giờ chúng ta muốn cho nó ràng buộc not null. Đấy, tức là không để rỗng. Và bây giờ chúng ta muốn cho cái thằng SQL Server nó tự đặt tên cho cái ràng buộc foreign key thì ta gõ luôn đây là foreign key. Đấy, sau đó thì reference. Đến cái bảng đó person qua cái cột ID. Đấy, bởi vì ID là khóa chính của cái bảng person và person ID là cái khóa ngoại của cái bảng order. Đó, như vậy thì thằng này tham chiếu đến thằng này. Execute. Qua giờ hợi could not. Dòng thứ tư INT not null reference person ID. Có biết nó bảo là could not find the store for issue. Cái gì đây? Lạ nhỉ. Mình gõ đúng rồi mà execute mấy lần thì mới được. Rồi, có thể là nó đang gặp cái vấn đề gì nhưng mà không sao cả. Khi mà gõ đúng thì ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem là trong cái table này nó có cái gì chưa? Refresh. Được rồi, bây giờ có cái order đây là kích vào đây, kích vào key. Thì các bạn thấy này, cái này này và cái này chúng ta đều cho cái SQL Server nó tự đặt cho chúng ta. Đấy. Trong máy các bạn có thể khác nhau nhưng mà nếu là do cái SQL Server tự đặt. Bây giờ chúng ta muốn cho là chúng ta tự đặt cơ. Đấy, thì cũng là như thế này. Chúng ta cho cái order 1 đi. Chỗ này đến đây phải. Chỗ này các bạn gõ là constraint. Sau đó tên FK gạch dưới person chẳng hạn. Foreign key. Lúc này thì nó không trên cùng một cái hàng với thằng person này nữa, person ID này. Cho nên là chúng ta sẽ phải thêm tương ứng ở chỗ này. Đó. Tức là ở bên này có một thằng ném sang rồi thì bên này phải có một thằng nhận thì ở đây sẽ là person ID. Lưu ý là cái kiểu dữ liệu của hai cái cột này này là phải giống nhau nhá, và số lượng tham số ở trong cái ngoặc tròn này và xong tham số trong cái ngoặc tròn này phải giống nhau đó. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ refresh anh em đây chứ. Rồi, đây order 1 các bạn kích vào đây key. Đó, đây chúng ta vừa mới đặt tên xong. Đấy, tên này. Ok. Và bây giờ giả sử là trong cái order này này. Đấy, bây giờ mình sẽ không có cái này nữa. Mình delete nó đi. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp auto table. Đấy, sử dụng cái cú pháp auto table để thêm cái khóa ngoại. Đấy, thêm cái khóa ngoại là cái person ID này để nó tham chiếu đến cái bảng person. Đấy, và nó tham chiếu thông qua cái khóa là cái đây cái ID của cái bảng person. Thì cú pháp làm như thế nào là author table tên của cái bảng đây là order s làm cái gì, chúng ta add cái constraint ở trong cái tạo bảng có hai cách để chúng ta thiết lập ràng buộc, một là đặt tên hai không đặt tên. Thì trong cái constraint ở nhập cái on table này chúng ta cũng có thể làm tương tự như thế nha. Đầu tiên nếu như add constraint thì chúng ta sẽ phải đặt tên. Đặt tên thì giả sử như là đây là fk gạch dưới person đi. Rồi sau đó là đến với foreign key. Đó. Cái cột tương ứng đây là person ID. Sau đó reference. Thiếu chữ E đây. Đến cái bảng person qua cái cột ID. Đây thì mình sẽ chỉ giả sử là cái khóa chính trong cái bảng person có một cột thôi thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm một vào đây và đây cũng chỉ thêm một thôi. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ execute. Nó bảo là fk gạch dưới person already person 111 đi. Execute. Được rồi, tức là
Trong mỗi một cái database ấy, thì cái ràng buộc tương ứng chỉ có một cái tên duy nhất. Rồi chúng ta sẽ refresh nó xem nào. Đây chúng ta đang trong cái order đúng không? Key refresh. Đấy. Đây, chúng ta vừa mới đặt tên như này. Các bạn có thể đặt tên tùy ý nhá, nhưng mà nên bắt đầu với FK, viết tắt của foreign key. Còn cái thằng PK chính là viết tắt của primary key, xong đằng sau là cái gì đấy. Thì cái đằng sau này thì sẽ liên quan đến cái bảng mà các bạn sẽ tham chiếu tới thì nó đỡ bị nhầm. Ok. Và bây giờ cái này là chúng ta đặt tên, còn nếu chúng ta không muốn đặt tên thì đơn giản chỉ là như thế này. Đó. Order 1 đi. Và cái này mình sẽ order 1 mình sẽ xóa vào cái này đi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ execute. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào cái order 1 vào key chuột phải refresh. Đấy. Thì cái này là nó tự đặt trong đa này, đấy qua cái cú pháp là author table. Và cuối cùng khi mà chúng ta không muốn là có cái ràng buộc này nữa, giả sử ở trong cái bảng order không muốn có cái ràng buộc foreign key nữa thì ta sẽ drop bằng cái cú pháp là author drop. Thì cái này là drop constraint. Sau đó tên của cái ràng buộc, cái này là FK gạch dưới person, đây là o chứ, 111, và cái này là ở bảng person, à nhập order. Được rồi, bây giờ thì sẽ refresh lại cái này. Đó, bây giờ chúng ta remove nó đi rồi. Như vậy thì tóm lại trong cái bài này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái khóa ngoại. Thì khóa ngoại chính là cái khóa chính của cái bảng khác, chúng ta thêm một cái bảng để làm sao chúng ta có thể liên kết hai cái bảng đấy với nhau. Đấy. Và chúng ta sử dụng khóa ngoại khi mà muốn giá trị dữ liệu của một cái bảng có liên quan đến cái bảng khác, có thể liên quan đến một hoặc nhiều bảng nhé. Thì thường là nó sẽ liên quan đến một bảng thôi. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm hiểu những cái cú pháp liên quan ở trong cái SQL Server. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.